quyết hỏi một câu rất hóc búa. Xin hỏi thầy, tại sao sống tử tế thì không được lên sóng thời sự trung ương, mà chỉ sống lạm phát, hối lộ, ma túy, giết người, buôn lậu thì lại được lên? Thầy lý giải giúp em. Cái này là các nhà tâm lý học họ đã làm thống kê rồi. Họ đã làm thống kê rồi. Tức là một tin xấu ác thì sức lan tỏa của nó bình quân gấp 9 lần một tin tốt đẹp. Các bạn cứ đăng một cái tin giật gân lên trên mạng đi, sức lan tỏa nó cứ gấp 9 lần một cái tin nói một cái điều tốt đẹp. Đó. Mà riêng ở Việt Nam thì tôi nghĩ không phải gấp 9 mình lần đâu, chắc nó phải gấp 20 lần. Gấp 20 lần. Nên chúng tôi biết cái này là tâm lý chung của con người thôi. Vì chúng ta để ý này, 12 năm học cộng với 4 năm học đại học, chúng ta được học rất nhiều liên quan đến thứ kiến thức nghề và kỹ năng nghề. Chúng ta học rất nhiều kiến thức khoa học, nhưng còn kiến thức về nhân cách đạo đức thì lại ít học. Trở thành môn phụ. Toán lý hóa nó trở thành môn chính. Còn cái môn nó nuôi dưỡng nhân cách đạo đức là cái môn đạo đức ấy, thì nó lại trở thành cái môn tín chỉ nó thấp, không có được ưu tiên. Cái người dạy giáo dục công dân ấy, thì lương lại không cao, môn thì lại không được ưu tiên. Thì làm sao cái nhân cách đạo đức ngấm vào dòng máu của trẻ được? Còn một yếu tố thứ hai quan trọng hơn này. Bây giờ giả sử trong 12 môn học của 12 năm chúng ta dạy giáo dục công dân rất hay, tức là các con thích học môn đó luôn đi, nhưng cũng chỉ là 1/12. Các bạn thấy chưa? 1/12. Nên trong cái hệ thống trường Tuệ Đức của chúng tôi á, có một cái quan điểm khác biệt so với hệ thống trường khác khi tuyển dụng. Tức là nếu giáo viên chỉ biết dạy toán mà không biết kể chuyện đạo đức cho các con, không biết làm một cái tấm gương về đạo đức cho các con, thì giáo viên đó chúng tôi có xu hướng không nhận. Dù anh dạy giỏi chúng tôi cũng không nhận. Vì làm người đâu phải chỉ biết mỗi kiến thức. Nếu mà chúng ta dạy mỗi kiến thức thôi thì chúng ta mới được cái vỏ thôi. Thế tâm hồn của nó đâu? Nhân cách của nó đâu? Làm người thì phải làm nhân trước chứ, làm con người trước chứ. Tại sao chỉ dạy mỗi cái thứ kiến thức nghiêng về nghề nhỉ? Đó. Tức là mọi môn học đều phải biết dạy về đạo đức. Mọi môn học đều phải lồng được đạo đức trí tuệ nghị lực vào. Thì cái buổi này sẽ một cái buổi riêng mà anh Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Thầy Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Nhờ một chuyên đề rất hấp dẫn. Thì chỉ khi nào mà mọi tiết học đều lồng được nhân cách đạo đức vào thì cái thế hệ trẻ đó nó lớn lên nhân cách đạo đức nó mới nở hoa được. Chứ còn không, nhân cách đạo đức cứ đóng trong lòng nó không chịu nở, hạt giống không mọc lên thành cây, lãng phí một kiếp người. Và hiện giờ ở Viện Đào tạo Bách Khoa chúng tôi có một cái chuỗi đào tạo về nhân cách sống, chuỗi đào tạo. Và trong năm nay chúng tôi miễn phí toàn bộ cho phóng viên các báo đài. Nên bạn quyết á, nếu quen thân với một số báo, quen thân với một số báo đài, nếu mà bạn quen thân với một số báo đài thì các bạn giới thiệu dùm xem những phóng viên nào mà đam mê về đạo đức thì đăng ký học của chỗ chúng tôi được miễn phí, không tốn một đồng nào. Vì các bạn phải hiểu này, phóng viên muốn đăng được một bài tốt thì bản chân chất trong anh phải có một cái tâm đó cái đã. Mây tầng nào thì đón gió tầng đấy. Nên bản chất cái người đưa tin cũng phải là một người có cảm thụ sâu sắc về nhân cách đạo đức, thì họ sẽ đưa những cái tin về nhân cách đạo đức. Còn một người họ có cảm thụ sâu sắc về ăn nhậu, họ sẽ đưa tin về ăn nhậu rất tốt. Nên vui lòng bạn giới thiệu giúp chúng tôi những phóng viên, những nhân viên nào làm trong các báo đài mà họ có tâm hướng về nhân cách đạo đức con người thì giới thiệu với chúng tôi nha, được học miễn phí. Và tôi đảm bảo trong quá trình học xong, hiểu xong thì họ bắt đầu viết những cái bài báo nó khác dần đi, nhìn nhận cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Và ai đều có ý thức xây
ai cũng có ý thức, mỗi người xây một tí, mỗi người xây một tí, mỗi người đắp một tí, mỗi người đắp một tí, thì dần dần nó lan tỏa rộng ra thôi. Vết dầu loang, một con én không mang mùa xuân về được, nhưng nó báo hiệu mùa xuân về. Chúng ta cứ đi mãi nó thành đường. Một con người đi thì không thành đường, nhưng 10 con người đi, 1.000 con người đi, 1 triệu con người đi thì nó thành đường. Và nếu chúng ta không gieo ngày hôm nay thì mãi mãi không bao giờ gặt. Chúng ta cứ gieo đi, rồi sẽ một ngày đến chúng ta gặt nha. Nên thay vì chúng ta suy nghĩ tiêu cực về con người, về xã hội, thì chúng ta góp sức, cùng nhau góp sức, từ một cái chia sẻ trên Facebook, từ một cái thông tin tốt được lan tỏa, các bạn cứ làm dần đi nha. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Quyết. Rồi, đây có một bạn hỏi nè. Bạn Hồng Sim Nguyễn, Nguyễn Hồng Sim. Hiện em ở nước ngoài, em có hai cháu học lớp 1, lớp 2. Trong tương lai gần, em dự định cho hai bé vào học tiểu học của hệ thống Tiểu Đức. Em muốn hỏi trường hợp xét tuyển hai cháu thì điều kiện xét tuyển như thế nào? Hai bé nghe nói thành thạo, đọc và viết thì chưa biết, phải học từ đầu. Trường hợp này trả lời luôn được, chắc mời thầy Minh. Cái này chắc thầy Minh rành hơn, như tôi điếc cái này nha. Lớp 1, lớp 2, mầm non mới tiểu học là thầy Minh rất giỏi nhỉ? Dạ, mời thầy Minh. Hai cháu đang học lớp 1, lớp 2 ở nước ngoài. Trong tương lai gần em có dự định rồi. Trường hợp xét tuyển, điều kiện xét tuyển như thế nào? Hai bé nhà em nghe và nói thành thạo đọc tiếng Việt, đọc và viết thì chưa biết, phải học từ đầu. Rồi, như vậy trong trường hợp này á, thì để tuyển vô thì tiểu học thì không có khó lắm đâu. Quan trọng là các bé có học được hay không thôi. Thì thường có một trường hợp là cha mẹ đi qua Mỹ sống rồi sau đó quay về Việt Nam. Thì bé học lớp 3 quay về Việt Nam thì cái tình hình tiếng Việt của bé đó nó cũng chưa ổn lắm. Thì mẹ phải thuê một người dạy tại nhà, dạy khoảng 2 tháng thì nó mới theo kịp. Thì khi để vào được hệ thống trường Tuệ Đức cũng như trường công hay trường nào mà dạy bên cái chương trình tiếng Việt á, thì bé nó phải theo được phần tiếng Việt. Thì sau khi học 2 tháng rồi thì vô kiểm tra thì bé chỉ học được khoảng lớp 2 thôi. Lớp 2 của chương trình của Việt Nam. Thì hôm trước mình tư vấn một trường hợp thì cha mẹ đồng ý. Mới đầu là đồng ý học lớp 2. Nhưng mà sau thì cha mẹ lại hỏi một cái trường quốc tế gì đó. Thì người ta nhận ngang, thì cuối cùng cha mẹ cho vô học bên trường quốc tế rồi. Thì nó không phải học lại cái phần... vô học bên kia thì nó học thẳng lớp 3. Thì cái này mình cũng nói rõ ràng cho bố mẹ biết trường hợp như vậy. Khi chuyển đổi từ một trường, một cái nước khác về Việt Nam, thì cái khả năng đọc tiếng Việt của bé là quyết định tất cả nha. Thì nếu mà bạn cảm thấy cần thiết đưa về Việt Nam thì chấp nhận hy sinh năm chả có gì đâu. Nó học một năm, mà quan trọng là mình phải làm vấn đề tâm lý cho bé trước nha. Và hồi xưa con mình cũng đã từng như vậy mà. Con mình năm lớp 1 đi qua Mỹ học, đi qua tại vì mẹ đi học thì đi theo. Thì khi quay trở về Việt Nam á, thì bé nó cũng vô, tại vì khi nó về Việt Nam là nó nửa năm lớp 1 ở bên Mỹ. Cho nên vào tháng 2 thì nó mới vô nó học lớp 1 lại ở Việt Nam. Cho nên về tiếng Việt của nó là yếu nhất lớp luôn. Nhưng mà chả sao. Thì rất may tại vì bé nó lớp 1 cho nên nó là cái lớp thấp nhất rồi, không có hạ xuống được. Trường hợp bé của bạn là lớp 3 thì khi vô ngang lớp 3 thì mình nghĩ hơi khó. Hơi khó, rất khó. Nếu các bạn mà có một cái cách nào đó mình muốn giữ ngang lớp 3 thì mình phải lo luyện tiếng Việt từ bên kia. Cái này hơi khó ha. Mình biết là ở bên Mỹ mà muốn học tiếng Việt thì cũng hơi khó.
Đó là mình nói Mỹ là dễ nhất rồi đó. Còn mình ở Canada hay Pháp hay các nước châu Âu thì nó lại còn càng khó học tiếng Việt nữa. Thì mình phải chấp nhận chuyện này á. Rồi, đó là cái gợi ý của mình. Rất thông tin rất là rõ ràng như vậy. Đừng có mong cầu quá là học lớp 3 bên kia về đây đủ khả năng học lớp 3. Mình ép nó thì rất là tội nó. Tại vì ngôn ngữ nó không thể nào bằng bạn nó được. Rồi, hy vọng là bạn cảm thấy là bây giờ Việt Nam là nước rất đáng sống sau dịch Covid. Bạn không phải là người đầu tiên hỏi mình câu đó đâu. Rất rất nhiều cha mẹ đang tính gọi là đi ngược về Việt Nam để sống. Chắc em xin phép bổ sung tí. Cảm ơn bạn Sim. Thì mình cũng có kinh nghiệm là ở trường cũng có nhận được học sinh là con của một số cha mẹ là người nước ngoài. Đã học rất tốt ở tuổi Đức. Thế thì mình nói để bạn yên tâm như nè. Như thầy Minh nói thì nếu bạn chấp nhận cho con bạn, thí dụ giả sử nha, khi nó test nó vào nó học thì bé học không có được thạo về tiếng Việt, có thể cháu học một năm trễ cũng không sao hết. Thì tình hiện của cái tình trạng mà con của mẹ là học lớp 1 và lớp 2 thì mình nghĩ chắc là ổn rồi đấy. Có nghĩa là cháu lớp 1 và lớp 2. Cho nên là mình nghĩ là ổn. Có nghĩa là cháu có thể học đuổi kịp với các bạn. Như hồi nãy mình nói là mình đã gặp rất nhiều là học sinh là con bố mẹ người nước ngoài học tại Việt Nam và cũng đã theo học tại Đức được 3-4 năm rồi. Mình cũng rất thân với mấy đứa trẻ đó. Có nghĩa là cháu vẫn có thể học được. Rồi, chúc mừng chị, không có sao. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.